xin cô hoan hỷ con đang tu tập bài số 8 để hóa giải bệnh chồng con sinh năm 1982 bị bệnh rối loạn cảm xúc trầm cảm hưng phấn loạn thần thần kinh hoang tưởng đã có một thời gian vào bệnh viện Bạch Mai điều trị khoa tâm thần nhưng bệnh không giảm mà nặng hơn và gia đình con đã xin về con có tụng kinh địa tạng ở nhà hiện tại nhà con bệnh cải thiện nhưng cản trở con tu tập không cho con nghe pháp và không cho về tu tập Tức là cái lúc mà bệnh lặng thì chưa cản trở Đến lúc giảm đi một tí thì cản trở, phải không ạ? À? Giảm đi một tí thì nó tỉnh, phải không em? Đấy, giảm đi một tí thì cản trở Còn nếu không thì cứ cho vào bệnh thần kinh thì chả biết gì mà cản trở Đến lúc tu tập cho một ít hồi hướng phước nó tỉnh lên rồi Thì tỉnh lên rồi thì mới nghe người này nghe người kia, xui Rồi nó mới sinh ra cản trở, phải không em? Đấy, cái đấy thì gặp rất nhiều Thế thôi bây giờ thì cản trở không cho tu được như thế thì thì mình đành phải tu kín thôi chứ sao được nhé yến đã xin đọc thêm ạ ở nhà con đang tu tập được 15 ngày theo chương trình số 8 nhưng con phải tu tập khi nhà con không có nhà và có một lần nhà con đã về khi con đang tu tập nhà con đã vứt quyển kinh địa tạng và quyển tu tập số 8 xuống từ tầng 2 xuống tầng 1 và chửi con rất nhiều từ hôm đó nhà con không nói chuyện không ăn cơm ở nhà nữa, hỏi cũng không nói, không trả lời. Và bắt buộc con phải lựa chọn một là tu tập, hai là gia đình. Và có nói là hôm nào về chùa cùng với con để nghe cô hoặc thầy trạch pháp và đi vào thứ bảy hoặc chủ nhật, đi hay không đi chùa là phải theo quyết định của nhà con, không cho con quyết định. Con mong cô giúp con có cách nào để nhà con cũng như gia đình nhà con được kết duyên với phật pháp và không cản trở con về chùa và ủng hộ cho con tu tập được thì giữa một cái việc mà chồng đang bị bệnh như thế đi hết bệnh viện nọ đến bệnh viện kia bây giờ tỉnh được rồi cản trở mình tu tập vẫn tốt hơn là cái lúc mà là bị thần kinh mà phải lo đúng không thế là vui rồi tức là dù rằng bây giờ cản mình nhưng vẫn là người đỡ khổ rồi phải không <laughs> Thế thì tất nhiên là người ta cũng có những cái duyên nghiệp cho nên nó mới sinh ra các cái bệnh. Thế thì bây giờ thì mình có thể nói với chồng là thôi em không có về chùa cũng được nhưng tu tập cho nó mát mẻ. Chính nhờ em tu tập thì cũng có cái duyên phước đến với anh. Tu có mất đi đâu cái gì đâu. Phải không có quý đạo yếu Không mất đi đâu cái gì. Thế và mình thôi cứ tranh thủ lúc nào chồng không có nhà thì tu. Bây giờ là như thế rồi thì phải chịu chứ. Vì muốn cầu hạnh phúc cho mình thì phải phải cố gắng thôi, phải không? Chứ còn thực ra là mình có lựa chọn nào đâu. Ông ấy lúc ông thần kinh, ông có biết ông bị thần kinh đâu. Chỉ có mình biết ông bị thần kinh, mình khổ chứ ông có khổ đâu. Vì ông có biết đâu mà khổ, phải không? Cái người thần kinh người ta chả biết gì nữa mà bảo người ta khổ. Người ta có khổ, người ta cũng không biết người ta khổ. Nhưng mình là cái người phục vụ, cái người thần kinh mình mới khổ. Chứ mình sợ khổ thì mình phải tu. Thế thôi còn ông ấy không sợ khổ. Thế thì bảo anh là anh bị thần kinh, anh không biết đâu là khổ vì anh thần kinh rồi. Em mới là người thấy khổ thôi Thế thì thôi thì em phải làm sao cho em bớt khổ Thế em bớt khổ thì em cứ tu việc đó là việc tu Em chính vì lựa chọn gia đình cho nên em mới tu Chứ không phải giữa hai việc là một là lựa chọn gia đình Hai là việc tu chọn việc gì Đây là chẳng qua em chọn gia đình thì em tu thôi Đúng không ạ, quý đạo hữu Chứ có phải Chứ có phải là mình <laughs> Mình lại đi Không lựa chọn gia đình mình tự tu Mình tu đâu nếu không vì cái gia đình của mình ấy Thì mình tu làm gì Phải không quý đạo hữu Nếu mà có một mình mình thì đâu có khổ Phải không quý đạo hữu Sống một mình nó chỉ khổ về bệnh tật thôi có quý đạo hữu ạ Còn chưa khổ về phải nhiều mặt Mà có gia đình mới phải khổ nhiều mặt Khổ vì chồng, khổ vì vợ, khổ vì con, khổ về kinh tế, khổ về nhiều mặt Cho nên mình tu cho nó bớt khổ thôi Tại vì đạo Phật là đạo tu gì? Tu để thoát khổ Chứ có phải là Sướng quá mà tu đâu, chỉ có khổ quá mới tu thôi các quý đạo hữu. <laughs> phải không? Khổ, khổ quá chị nên mới tu tập, tất cả các việc gì mà gia đình mình không được an lành đều là khổ. Phải không các quý đạo hữu? Trên chúng ta cần phải tu để chuyển hóa nghiệp để gia đình chúng ta được an lành, chỉ mỗi thế thôi mà. Các quý đạo hữu ạ, nhé.